thì có dùng một quả cà chua, đông thêm và thịt bò. Bò thì mình xắt nhỏ, xắt miếng vừa thôi. Ở đây mình đã có xắt vào một cỡ ướp sơ, một ít gia vị, một xíu bột nêm và một xíu muối nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nấu nha. Ở đây nó bị bật ai? Cái tôi thì mình sẽ rửa sạch rất nhỏ nha. Sao nào cũng rửa sạch luôn. Đây mình nấu rất là đơn giản, nói chung là dành cho những bạn muốn nấu này nhanh gọn. Cái này xin mình sẽ cắt nhỏ nha. À, thịt bò là mình đã xát và ướp ít bột nêm và muối rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công đoạn nấu nha. Thời gian nóng nha.
Bây giờ là mình sẽ mình ăn lúc này là mình sẽ nhúng bò lúc nãy nha. Và xíu nữa là mình sẽ bỏ bò qua bún, bỏ tô bún. Xíu nữa là mình sẽ bỏ bún ra tô rồi mình sẽ nhúng bò qua rồi mình sẽ cho trực tiếp luôn chứ mình không có nấu. Cho rứa thịt bò nó sẽ mềm hơn.